Hello, vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi trải nghiệm thử mẫu áo của câu lạc bộ Pau FC trong phiên bản DLS 2022 nha các bạn. Thì ở clip trước mình có làm về đội hình của Pau FC, nhưng mà đó là ở phiên bản DLS 19. Còn ở DLS 22 thì Pau FC không có bản quyền ở trong DLS 22, thì mình cũng không có đội hình của Pau FC. Nhưng mình đã có, hôm nay thì mình đã có mẫu áo của Pau FC để đi thi đấu và trải nghiệm mẫu áo này nha anh em. Thì đây là mẫu áo của Pau FC anh em ạ. Pau FC thì nền áo chủ đạo của họ là màu vàng và màu xanh. Thì đây là bộ sân nhà của họ nhá, là màu vàng. Còn đây là sân khách, là bộ màu xanh. Đây là áo thứ ba của họ. Thì Pau FC không có mẫu áo thứ ba nên là mình phải lấy áo của thủ môn cho mẫu áo thứ ba này anh em ạ. Thì đây là áo của thủ môn nhá. Còn một áo nữa của thủ môn đó chính là áo màu trắng. Thì theo mình thấy thì mẫu áo của Pau FC này thì nó rất là đẹp anh em ạ. Còn anh em thấy mẫu áo của câu lạc bộ này như thế nào thì anh em có thể bình luận xuống dưới video để cho mọi người cùng biết nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi thi đấu thử một trận online với cái mẫu áo này xem như thế nào. Đây là đội hình của chúng ta để chúng ta sẽ thi đấu online nhé. Hiện tại thì mình đang ở danh thứ 11 và danh này thì nó rất là khó luôn anh em ạ. Mình toàn gặp full đen nên phải thua đến 4 trận rồi. Và tiếp tục là một đối thủ full đen. Không biết thì sẽ như thế nào đây. Chúng ta được thi đấu trên sân nhà anh em ạ. Ở hiệp 1 này thì đội bạn được phép ra bóng trước. Triển khai lối chơi rất nhanh. Đây là Mohamed Salah. Không qua được áo đen ba của chúng ta nhưng vẫn là cội dành cho đội bạn. Đây là Pique. Rất nguy hiểm. Cú đá đi ra ngoài đó là của Kevin De Bruyne. Rất may mắn cho chúng ta. Những phút đầu tiên thì đội bạn đã dồn sức ép về phía phần sân của chúng ta. Là Perry rồi, như vậy là một tình huống phạm lỗi của đội bạn đã khiến cho Perry của chúng ta chấn thương luôn anh em ạ. Rất đáng tiếc. Pique, đây là Dani Alves. Mbappe. Không được. Haaland trong tình huống vừa rồi chậm hơn các cầu thủ của đội bạn một nhịp. Kevin De Bruyne. Đường truyền lên không qua được trung vệ của chúng ta. Aubameyang. Tuyệt vời. Rú lấy bóng của Mbappe. Dani Alves, đây là Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, tốc độ của Kevin De Bruyne. Căng ngang không được nhưng đã có một tình huống phạm lỗi của Virgil van Dijk và sẽ có một quả penalty dành cho chúng ta. Người sẽ thực hiện quả đá pen này là Lionel Messi. Lionel Messi. Tỷ số là 1-0 dành cho Pau FC. Cú đá penalty rất lạnh lùng của Lionel Messi, rất nhẹ nhàng. Đã đánh bại được Donnarumma. Tỷ số là 1-0 ở phút thứ 22 dành cho các cầu thủ của chúng ta. Vâng, đội bạn rất thích truyền dài và đây sẽ là một cội về phía công thành của chúng ta, rất nguy hiểm. Salah. Immobile. Không vào. Rất may mắn cho chúng ta là Immobile đã dứt điểm ra ngoài trong tình huống vừa rồi. Đội bạn có đội hình mạnh hơn chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Đây là Erling Haaland. Lại là một tình huống phạm lỗi. Đây sẽ là cơ hội dành cho chúng ta. Tạt bóng, đánh đâu? Kevin De Bruyne, không được rồi. Vẫn tiếp tục là cội dành cho chúng ta. Bernardo Silva, không được, không qua được Sergio Ramos. Và đây là cội phản công dành cho đội bạn. Salah, Immobile, rất nguy hiểm. Immobile, không vào. Một tình huống cứu thua rất tốt của Marc-Andre ter Stegen. Trong tình huống vừa rồi thì Immobile đã dứt điểm bằng chân không thuận của mình. Phản công dành cho chúng ta, Messi. Đường truyền lên dành cho Mbappe nhưng đường truyền thì quá sâu rồi. Rất nguy hiểm. Immobile. Tốc độ của Immobile, trong đang là Mohamed Salah. Salah rồi, rất may mắn là Anba đã có một tình huống nhoài người để pha bóng trong tình huống vừa rồi. Nếu không thì rất nguy hiểm. Vẫn tiếp tục là cội dành cho đội bạn, không được.
pha phạm lỗi rồi, phạm lỗi với Sergio Ramos, đó là Erling Haaland. Đây sẽ là cơ hội dành cho đội bạn gỡ hòa. Đứng trước bóng đang là Mohamed Salah. Salah! Tỷ số là 1-1. Một tình huống dứt điểm rất căng của Mohamed Salah. Rất đáng tiếc. Ở những phút cuối của trận đấu, những phút cuối của hiệp 1 trận đấu này thì chúng ta vẫn đã để thủng lưới. Nhưng không sao. Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-1. Với tình huống đá phạt rất xuất sắc của Mohamed Salah ở những phút cuối trận. Và xin mời anh em cùng bước đến hiệp 2 của trận đấu này. Đây là Piqué. Hy vọng là lên phiên bản DLS23 thì nhà phát hành FootTok Soccer sẽ có bản quyền của Pau FC ở trong game. Mình rất thích những cầu thủ của Việt Nam có trong game. Hiện tại là trong DLS thì có hai cầu thủ là Đoàn Văn Hậu và Johan Caballé. Thì Caballé thì là cầu thủ gốc Việt thôi anh em ạ, chứ không phải là một cầu thủ người Việt Nam. Đấy rồi, không được. Mbappé không vào. Donnarumma đã có pha cứu thua rất tốt trong tình huống dứt điểm rất căng của Kylian Mbappé ở góc hẹp. Đây sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho chúng ta. Sergio Busquets đánh đâu? Không được. Không được. Một tình huống lỡ đà của Hoki Anba. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1 ở phút thứ 63 của trận đấu. Đây là Messi. Rồi, đội bạn lại có một tình huống phạm lỗi. Và người lần này phạm lỗi đó chính là Gerard Piqué, đã phạm lỗi với Lionel Messi của chúng ta. Tình huống tạt bóng, đây là cơ hội. Vừa lỗi việt vị. Một tình huống việt vị có lẽ là của Gerard Piqué. Rất đáng tiếc. Không được, một đường chuyền lỗi. Bán đại, đây là Sergio Ramos. Đường chuyền dài. Ter Stegen. Một tình huống mang ra phá bóng tốt của Ter Stegen. Ramos. Salah không qua được Hogan 3 của chúng ta. Đây là Lionel Messi. 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 Không được. Một tình huống đi bóng và dứt điểm rất tốt của Lionel Messi. Tuy nhiên thì bóng đã không đi vào trong khung thành của Donnarumma. Không qua được Sancho của đội bạn. Chiellini. Đây là Anba. Hoggenba. Bernardo Silva. Messi. Không được, không qua được Gerard Piqué. Đây là Mohamed Salah. Rất nguy hiểm. Immobile. Rồi, một tình huống băng ra phá bóng tốt. Phút thứ 90 cộng 1 rồi. Không được, tình huống phạt góc. Ui, lag quá. Ui, mình không biết tại sao nó lại lag thế này luôn anh em ạ. Kiểu đấy phải thủ thuật online rất nguy hiểm. Cú đá ra ngoài là của Pierre-Emerick Aubameyang. Ui, lag quá anh em ạ. Ui, không biết làm sao luôn. Có lẽ là do mạng. Rồi và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Rất may mắn. Tình huống mạng lag đã khiến cho chúng ta đã không thể xử lý được. Nhưng rất may là đội bạn đã không có cơ hội để kết thúc trận đấu này. Thì mình rất cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Thì mình có thông báo đối với những bạn nào đang muốn mình tải, đang muốn mình hướng dẫn làm cách tải thô theo football ở trên những chiếc điện thoại Android, thì hiện tại trên điện thoại Android của mình tải kiểu gì thì nó cứ báo là chương trình truy cập sớm hiện đã hết chỗ, có thể có chỗ trống về sau. Thì mình không thể nào mình khắc phục được cái lỗi này anh em ạ. Có lẽ là game chưa phát hành chính thức. Thì khi phát hành chính thức rồi thì mình sẽ làm clip để hướng dẫn cách tải game bóng đá này nha anh em. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Thì các bạn nếu yêu quý mình thì có thể ủng hộ mình bằng cách là like video và đăng ký kênh YouTube của mình, để mình có thêm nhiều động lực để ra nhiều những clip hay hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.